Phật tử nữa hỏi, mai là Nguyễn Thu Huyền 15012@gmail.com. Bạch thầy, con có hai câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con với ạ. Câu một, đời vô thường có nghĩa là như thế nào? Con đã tra thử nghĩa nhưng đọc vẫn không hiểu cho lắm. Con có thấy không? Con đã bao giờ con đi ra nhìn một bông hoa chưa? Một bông hoa ở trước cửa nhà con hay bên cạnh nhà con ấy, hay ở trên ban thờ nhà con chưa? Chắc có đúng không? Hôm nay con dâng một bông hoa lên con cúng Phật đó, hoa rất là tươi. Nếu mà trời mà mát thì nó được thì 2, 3, 4, 5 cho đến 7 hôm đúng không? Hoặc lâu hơn một chút nữa. Nhưng đấy, nếu mà trời nóng thì chỉ là 1 hoặc 2 hôm rồi gì? Nó có còn tươi như hôm con đem lên, con dâng lên ban thờ nữa không? Không đúng không? Nó héo và con phải đem nó, con phải đem con bỏ ra xọt rác đúng không? Hôm trước ấy, nó đẹp, con nỡ bỏ nó vứt vào xọt rác không? Không, con mang về con cúng Phật. Nhưng bây giờ nó héo rồi, con có dùng nữa không? Con có mang về phòng á, hay để mãi trên ban thờ không? Không đúng không? Đó, vô thường ở chỗ đấy đấy con. Vô thường chính ở chỗ đấy đó. Hôm nay nhìn thấy bông hoa rất là đẹp, nhưng ngày mai bông hoa đó gì? Đã úa tàn và gì? Là vứt ra sọt rác. Vô thường ở chỗ đó đấy. Còn bông hoa vô thường, thân sắc chúng ta gì? Cũng vô thường. Hôm nay con đang trẻ, đang khỏe, tóc đen như mun đó, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Một vài chục năm nữa, da con bắt đầu nhăn nheo, tóc con bắt đầu lấm tấm điểm bạc, mắt con mở đi, tai con cũng gì? Cũng nghe gì? Cũng câu được câu không dần. Sức khỏe của con cũng giảm xuống. Đó là gì? Báo hiệu sự vô thường, giống như bông hoa đang xinh xắn như thế này, đang xinh tươi, đẹp đẽ như thế này. Hai ba hôm sau gì? Nó úa dần. Và một ngày không xa, nó sẽ gì? Nó sẽ tàn phai. Đó là gì? Vô thường. Sắc thân của chúng ta cũng thế. Thân thể chúng ta cũng vậy. Vô thường đấy con. Thân vô thường, còn tâm vô thường không? Tâm cũng vô thường. Hôm nay con có thể gì? Rất tín kính Tam Bảo, rất thích nghe Phật Pháp. Nhưng nếu mà con gì? Con mà sao nhãng, con không nghe theo lời Phật, không làm theo lời các thầy giảng, không chịu tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, không chịu gần gũi bậc thiện tri thức, không chịu đi chùa lễ bái, cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, không chịu gần gũi chư tăng để tăng trưởng cái công đức và trí tuệ, cũng như là cái ý niệm tốt và cái chí nguyện tốt của mình lên đó. Và con cứ đi gần gũi gì? Những người đi nhảy đồng nhảy bóng, hay là gần gũi những người tu theo các pháp môn khác như là pháp luân công hay là những tà đạo khác vân vân chẳng hạn, thì dần dần gì, cái tâm tín kính của Phật của con trước đây nó không còn thường nữa, mà bây giờ thì nó chuyển thành gì? Từ thường chuyển thành gì? Thành vô thường. Lại đi tin một cái tà ma ngoại đạo là vô thường. Và khi con đến đó, con thấy thì con thấy là theo bên đó thì không an lạc như khi xưa theo Phật giáo, con lại quay trở lại Phật giáo, con gì? Con tu, con nhận ra đó là gì? Đó là gì? Là vô thường đấy. Tâm là vô thường, nay còn mai mất, nay mất mai còn, có thể gì? Hoặc theo thiện hoặc theo ác. Cho nên Phật mới dạy là luôn luôn giữ tâm gì? Thanh tịnh. Luôn luôn giữ tâm gì? Kiên cố. Đối với giữ cái đức tin của mình vào Tam Bảo là kiên cố, thì để không bị cái sự vô thường ở trong tâm gì? Nó cuốn trôi đi vậy. Cho nên vô thường ở đây có gì? Có cả thân vô thường và tâm vô thường đối với con người chúng ta. Cho nên đọc thì tra trên mạng thì chắc chắn chúng ta tự đọc thì không hiểu đâu. Nghe thầy nói vài câu như thế, thầy mong rằng Phật tử sẽ hiểu sâu sắc hơn. Nghĩ đến cái sự vô thường, sắc thân của mình sẽ không bền chắc, sinh lão bệnh tử chính là vô thường đó con. Ý nữa, Phật tử hỏi tại sao nhiều người sống ở kiếp này rất tốt, hiền lành, được mọi người quý mến, nhưng sao lại ra đi sớm ạ? Tức là phải chết sớm đó. Có những người bị ung thư hay gì, tai nạn đã phải kết thúc một cuộc đời khi còn quá trẻ. Vậy có phải là do kiếp trước mắc tội gì nên kiếp này phải trả nợ và ra đi một cách đau đớn như vậy không ạ?
Con rất mong Thầy giải đáp thắc mắc của con. Con xin cảm ơn ạ. Đúng vậy. Đức Phật nói nhân quả ba đời. À, cái nhân á, đời này họ gieo rất là tốt, là con người rất là tốt, thậm chí họ quản là quy tam bảo, tín học Phật Pháp, thậm chí là còn có người xuất gia theo Phật nữa, nhưng mà vẫn gì bệnh tật và chết yếu. Thậm chí còn có người bị người ta sát hại nữa, vân vân. Chẳng hạn, bị người ta mưu hại cho uống thuốc độc hoặc là giết hại nữa, vân vân. Con người tốt tại sao phải chết sớm như thế? Tất cả là nhân quả vậy. Người phàm phu chỉ nhìn thấy cái nhân một đời là người đó tốt, nhưng không nhìn thấy cái nhân đời trước gì họ gieo xấu, cho nên đời nay họ thọ quả gì? Quả báo xấu. Nhưng mà nhân này họ làm việc tốt thì chắc chắn đời sau họ sẽ được hưởng quả tốt. Yên tâm điều đó. À, trong kinh nhân quả Đức Phật nói trùng đậu đắc đậu, trùng quả, trùng qua đắc qua, tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, như là như thế. Phật tử này hãy xem lại gì kinh nhân quả báo ứng đi, để cho nó gì? Cho nó vững vàng thêm. À, thì Thầy chỉ đưa ra cái tiêu đề và cái gì? Hướng dẫn cho Phật tử này đọc thôi, tự Phật tử này sẽ có câu trả lời. Mà ai có cái thắc mắc giống Phật tử này á, thì hãy đọc kinh nhân quả. Đọc kinh nhân quả chúng ta sẽ rõ nhá, sẽ rõ thêm. Thì hôm nay thì buổi vấn đáp thì đến đây thì tạm dừng để hết giờ. Phật tử nào mà chưa được trả lời thì đến tháng sau chúng ta lại nghe tiếp nhá. A Di Đà Phật. Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật.